Rồi, em xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay em cần lên sóng một con Kenpo đời 2018. Xe khá là đẹp nha anh em. Xe sơn zin của nhà máy là ok hết nha. Nguyên bản, nguyên quẹn nha. Không sơn si, dậm tút gì hết. Em quay sơ lược một vòng cho anh em xem. Xe này 990 kg, Kenpo đời 2018. Sơn si keo chỉ là còn nguyên zin nha. Kiếm bấm chỉnh điện, tay lái trợ lực. Euro chạy chuẩn là 76.000 thôi nha anh em. Xe còn khá là đẹp nha. Chỉnh chu, keo chỉ nguyên rin, máy lạnh tê. À, lắp cửa từ xa tự động có đầy đủ hết nha. Ốc tán rồi là cửa rồi là rin từ quảng bản hết nguyên bản nha anh em. Xe quay chi tiết cặn kẽ anh em nhiệt tình mà cứ tới xem xe. Nhà máy đã mở cho mình là bận cánh dơi nè, anh em thuận tiện mua bán nè. Đó, mở tất cả bận cánh dơi, hai bận cánh dơi luôn nha. Đó, anh em thuận tiện mua bán, mở hết cho anh em luôn. Sắc xi là bao cho anh em đẹp nha. Không mục mọt gì hết nha. Sắc xi đẹp. Vỏ lớp còn khá là dày. Quay sơ lược một vòng cho anh em xem. Xe em nói anh em muốn ủy quyền hay là sang tên gì đều được hết nha. Kenpo 2018. Máy móc là bao cho anh em im ru, không đổ hơi thừa nha. Keo chỉ nguyên zin, kiếm bấm chỉnh điện hết, tay lái trợ lực lạnh lẽo ok. Xe khá là đẹp nha anh em. Rồi, anh em nào cần xe alo cho em, cam kết với anh em là xe không lỗi nha. Máy móc nguyên zin, đèn đốm đó là ok hết, hoạt động bình thường hết nha. Rồi, anh em nào cần xe alo cho em nha. Xem xe tại Bình Dương, cổng sau Đại Nam.